tự lo cho em chị, em hãy lo cho bản thân ấy. Không sao đâu, em có thể cho anh ăn được tư nhiên này và em không ăn mà. Thế hả? Vậy là tâm trạng anh khá hơn và rồi nó lại tệ hơn. Đúng là một bệnh phức tạp. Chào buổi sáng, chào buổi sáng. Em chỉ đi gặp bạn thôi, đâu cần phải đi sớm thế này. Hôm nay là ngày cuối em đi làm, em muốn đi xe điện với em. Thẳng đi. Đi thôi. Làm sao anh có thể ngày nào cũng đi như thế này? Từ ngày mai em sẽ không phải như này. Cảm ơn tất cả những gì anh đã cố gắng vì chúng ta. Anh thật sự như vậy sao? Chứ, anh đã làm bao nhiêu việc cho gia đình mình? Nghe em nói lời. Xin chào phòng thí nghiệm workshop Nhật Bản ấy. Takasaki. Anh ấy là một dây khác ạ. Thôi giúp gì được ông. Lại ông tôi không thể làm được mà. Để tôi giữ cho. Xin ông đợi một chút. Em ấy đây rồi. Tôi là Takasaki đây. Tôi Mikami đây. Cũng lâu rồi nhỉ. Một điều tôi muốn hỏi. Tôi đã cập nhật bản chính từ lời khuyên của đồng nghiệp của em. Nhưng giờ tôi không có gì hoạt động cả. Tiện thôi, ông hãy nói cho em vấn đề bắt đầu như thế nào. Là tôi à? Đúng. Đây là tôi. Tôi bên cạnh em ạ. Nhìn là ép ngay. Tôi sẽ in ra với dòng chữ. Được học bằng đoán.
mọi người vì tất cả. Anh đã làm rất tốt, Takasaki. Tôi biết mọi thứ rất khó khăn từ anh, nhưng hãy cố gắng lên. I can do this all day. Is there a point to all this? Gold mine is almost full. Tôi sẽ đương đầu với mọi thứ. I'll take a chance. Hiệu sách Kanishima. Cảm ơn. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Nên này không thay đổi gì. Tôi nhớ những lần đến đây khóc. Thank you.
đêm thật mệt quá. Hãy trở mắt cho đi. Anh không thể ngủ cả ngày. Anh cảm thấy tội lỗi nếu ngủ trong khi mọi người làm việc vất vả. Tội lỗi. Khi anh đi làm, anh ngủ suốt ngày. Nếu anh là bảo sách, anh không thể ấm áp như thế này. Hay sao em thì hai tháng một tháng từ ngày xô vào việc, anh ấy tự trách mình vì không thể làm việc gì cả. Anh ấy lúc nào cũng khóc và nói. Xin lỗi. Tao xin lỗi không vui. Mày xứng đáng có người chủ tốt hơn tao. Là lỗi của anh mà chuyện của em không bán được. Em xin lỗi. Anh xin lỗi. Chẳng liên quan gì đến anh cả. Khi nào anh khá hơn, anh sẽ chở em trên cái mai này nữa. Mọi người nói ông tôi là pháp sư. Có thể là thế giới khác. Một thế giới kỳ bí trong mắt người thường. Ông có thể nói chuyện với các linh hồn. Và hiểu thế giới của họ. Năm tôi 7 tuổi. Ông đã nói với tôi rằng tôi sẽ thực tế năng lực của ông và trở thành pháp sư. Có biết ta có thể quả này chỉ là người dân đi hay sao? Một ông bố công việc được cô con gái cho thuê làm bố người khác. Công việc trả số ca này mang đến khoản tiền lương đáng kể. Mình đã khiến anh sao nhãn chính toán của mình. Anh biết anh ấy phải trải qua điều gì không? Anh có phải là bố ạ? Anh không phải là gì để cứu mãi cùng gia đình. Anh biết người cần một ông bố, giúp họ thì có trên tay chứ. Nó sẽ em bộ kinh hải nước, ông bố cho thuê, anh vẫn là anh chờ. Chị biết, nhóm cần là ba chứ. Anh có biết là như vậy đã tổn thương chị gái mình như thế nào không?
Em về giờ đây. Em xuống. What?
gọi điện không? Anh biết rồi. Sống rồi. Đi hiện đi mà. Anh sẽ biết em nói anh không? Thank you.